Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Domi của chúng ta. Hôm nay mình qua chương mới với bài bổ đồ bản thảo bì yếu với bài thuốc. Vị thuốc mới là thương trực. Mình bắt đầu viết nha. Thương trực. Cam là ngọt. Ôm là ấm. Tanh là cay. Liệt là mạnh bạo, dữ dội. Táo là làm cho khô ráo. Vị là dạ dày bao tử. Cường là mạnh mẽ. Tỳ tỳ là tạng tỳ. Phát hẳn là làm cho đổ mồ hôi. Trừ là bớt ra, xua đuổi. Trừ đi. Thấp là hơi ẩm ướt. Năng là hay thường. Thăng là đưa lên. Vị là dạ dày
trung là ở trong. Dương là phần dương. Khí là phần hơi, phần khí. Chỉ là cầm ngừng lại. Thổ là ói. Tả là tiêu chảy. Trục là xua đuổi. Sổ làm cho sổ ra. Đàm là chất đàm nhớt. Thủy là nước. Tiêu là tan mòn. Thủng là sưng trướng. Mãn là no đầy. Thủng mãn là sưng trướng no đầy. Tật, tật là xua đuổi. Ác là hung dữ, là không tốt. Khí, ác khí là hơi độc của rừng núi. Cái đó mình viết sai rồi, bỏ đi. Tán không.
vi trị ni, ni là bị teo, teo rút cũng như là teo cơ đó. Yếu, yếu là cái gì là quan trọng, cần thiết. Dược, yếu dược là những người thuốc cần thiết. Năng là hay thường, hữu năng. Tổng là chung quy. Giải là cởi bỏ. Đàm là chất đàm nhớt. Hỏa là lửa. Khí là chất khí, chất hơi. Huyết là máu, khí huyết. Là chất ẩm ướt. Thực là ăn uống. Lục là số 6. Quốc là tức lói. Lục quốc là 6 chứng. Quốc, thật quốc là ăn uống không tiêu mà nó tức lói.
và với tỳ là tạng tỳ. Hấp là ẩm ướt. Hạ là ở dưới, đi xuống. Lưu là trôi chảy. Trường là đường ruột. Phong là trứng phong. Đới là bạch đới, xích đới là một bệnh chứng là chảy ra chất dịch hôi. Trọc là ô uế, là chất cặn bã. Táo là khô ráo. Kết là thắt lại. Táo kết có nghĩa là bị táo bón, không đi cầu được. Đa là số nhiều. Hãn là mồ hôi, bị nhiều chứng mồ hôi. Giả là kỵ, kỵ là kiên kỵ. Dụng là dùng, kiên kỵ dùng. Mình đọc lại toàn bộ đoạn kinh văn ha. Thương trực cam ô, vị thương trực là cay ấm, tăng liệt ngọt ấm, cay mạnh mẽ. Táo vị là làm khô ráo vị. Cường cường tỳ là làm mạnh tỳ, phát hãn
là làm đổ mồ hôi, trừ thấp là trừ chứng thấp, năng thăng, vị trung, dương khí là thăng dương khí trong phần của vị, chỉ khổ tả là cầm ói ỉa trục, đàm thủy là trục chắc đàm nước đàm nhớt, tiêu khủng mãn là tiêu sưng trướng, tịch ác khí xua đuổi khí độc của rừng núi, tán phong hàn là làm tan tránh phong chất phong hàn, thấp là phong hàn thấp, vi trị ni là làm thuốc để trị chứng teo, teo cơ, teo rút, yếu dược là nhị thuốc cần thiết để trị chứng teo rút, hữu năng tổng giải lại gom lại là để trị được giải chất đàm hỏa, trị chất đàm hỏa, khí huyết thấp, thật là trị luôn khí huyết thấp, thật lục quốc là sáu chứng quốc khai, cặp tỳ cùng với tỳ thấp, hạ lưu trường phong là chứng thấp nó đi vào đường ruột làm cho thành chứng phong ở ruột, đới trọc là ra chất cặn bã tanh hôi, táo là khô ráo, kết là thắt lại, táo kết là khô ráo mà thắt lại cũng như là bị táo bón, đa hãn nhiều mồ hôi, giả là kỵ dụng là kỵ không được dùng nó. Rồi, tạm biệt các bạn.